Bạn Lê Trọng Tấn thì là có đặt một câu hỏi là nên làm bàn ghế mặt liền không anh? À, ý bạn chắc là hỏi là bàn ghế mặt liền tấm đấy. Mấy lại thường là chúng ta sử dụng cái bàn ghế khuôn tranh ấy, thì để trả lời cho câu hỏi của bạn này ấy, thì trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về cái đặc tính của gỗ tự nhiên. Cái gỗ tự nhiên nó có đặc tính là nó sẽ bị co ngót mọi người nhé. Khi mùa hè thời tiết nó khô là gỗ nó sẽ co lại, còn mùa đông nó có độ ẩm vào thì gỗ nó sẽ nở ra một chút. Mùa hè nóng sẽ co, còn mùa đông sẽ giãn. Và dễ quan sát nhất ấy, thì chúng ta có thể quan sát đây. Tôi sẽ để một cái mặt sập ngồi đây để cho quý vị quan sát được. Thì cái mặt sập ngồi ấy, người ta thường làm là nó có một cái khe, ở đằng sau như vậy. Đây, người ta gọi là khe thở. Mục đích của nó là để cho gỗ nó co ngót. Gỗ nó co ngót thì nó co ngót như thế nào thì tôi sẽ mô tả chi tiết hơn cho mọi người xem nhé. Thì cái mặt sập ấy nó bao gồm hai cái thành phần chính. Đây, cái phần màu đỏ này, tôi sẽ đánh viền đỏ này, là cái phần khuôn tranh của mặt sập. Còn cái phần bên trong này nó sẽ là cái phần ván. Hai cái phần này thì người ta sẽ soi và người ta lùa không ở đây thôi nhé. Người ta không gắn keo để cho nó co ngót. Nó co ngót như thế nào thì tôi sẽ demo cho mọi người xem nó co ngót như nào nhá. Rồi, thì mọi người có thể thấy đây. Khi mùa hè thì gỗ nó sẽ co và như này, thì cái phần khe thở đấy mọi người này, khe thở nó sẽ kín vào. Mùa đông thì nó sẽ giãn ra, gỗ nó sẽ nở ra đấy, thì cái khe này sẽ rộng ra. Bởi vì là những cái mặt sập cái này nó có cái kích thước ván nó rất là lớn. Kích thước ván càng lớn thì nó sẽ cái độ co ngót nó lại càng lớn quý vị nhá, nó sẽ co ngót càng nhiều. Đấy, nó sẽ giãn nở. Đây mọi người này, nó có thể giãn nở như này. Vì thế nên là những cái phần lá mặt sập ấy, mọi các bác thợ ấy, thường là để cái phần này, cái phần tiếp giáp giữa ván và cái phần khuôn này, người ta sẽ để rất là lỏng và hở ra một chút để cho nó gỗ nó có thể co ngót tự nhiên. Thì nó sẽ tránh trường hợp là nó bị xé hoặc bị vỡ cái mặt hợp nhé. Đấy, nó có thể là nếu mà nó không co ngót được ấy, thì nó có thể xé, ví dụ như chỗ này chẳng hạn, như tôi ví dụ nó có thể bị xé ở đây. Nếu mà những cái mặt sập kích thước lớn hoặc là cả một cái tấm gỗ liền như thế này mà nó dày ấy, gỗ rất là dày ấy, thì là nó sẽ bị xé quý vị nhé. Gỗ dày thì nó rất khó để co ngót, và đặc biệt là những khổ lớn thì nó cái độ co ngót nó rất là lớn quý vị nhé. Đấy, và quý vị có thể nhìn thấy hoặc là nhận thấy nhiều nhất là ở những cái sản phẩm như là chiếu ngựa hàng mà liền khối gỗ tự nhiên thì nó có thể rất là dễ bị nứt đây, do là tác động của thời tiết, là nó sẽ bị co, gỗ nó khô, nó co ngót lại, sau thời gian sử dụng nó sẽ bị vỡ ra nứt như thế này. Từ đó thì chúng ta tương tự với cái câu hỏi của bạn Lê Trọng Tấn ấy, là có nên dùng hàng bàn ghế mặt liền khối hoặc là hàng khuôn tranh. Trước mặt quý vị đây là một cái mặt ghế mà chúng ta làm theo kiểu làm khuôn tranh ngày xưa ấy. Đây thì là nó sẽ bao gồm có một phần khung, tôi dê chuột đây, một phần khung xung quanh và một cái ván ở giữa. Làm như vậy thì để cái tấm ở giữa này nó có thể co ngót tự nhiên và không bị xé. Cái phần khung tranh bên ngoài này thì nó cũng co ngót thôi, tuy nhiên là cái diện tích gỗ nó nhỏ nên cái tỷ lệ co ngót ít nên là sẽ không bị nứt quý vị nhé. Và chúng ta phơi sấy rồi thì nó sẽ rất là khô, không bị nứt. Tuy nhiên cái phần ván bên trong này nó rất là kích thước nó lớn thì là cái tỷ lệ nó sẽ co ngót nhiều hơn. Thì phải làm như vậy để cho gỗ nó có thể cựa và nó sẽ không bị nứt vỡ nhé quý vị nhé. Hiện nay ấy, thì rất nhiều người là làm cái hàng muốn làm cái hàng mặt liền tấm như thế này, hàng rất là dày như thế này. Thì ưu điểm của những cái sản phẩm này thì nó dễ lau chùi, dễ vệ sinh các bạn, vì nó có liền một mặt như này thôi này đó, và cái giá trị nó cũng rất là cao và nó rất là sang trọng, giá trị nó rất là cao. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là nó sẽ có thể là bị co ngót hoặc là gây nứt vỡ và gây mất thẩm mỹ. Sau một quá trình sử dụng thì nó sẽ bị co ngót rất là mịn. Thì từ đó thì chúng ta có thể lưu ý là nếu mà sử dụng những cái sản phẩm bàn ghế nguyên khối như này thì là phải sử dụng cái gỗ nó khô kiệt rồi nhé. Nếu mà muốn gỗ khô kiệt thì bắt buộc là phải phơi sấy và mất
một thời gian rất là lâu để gỗ nó có thể phơi sấy để khô kiệt đi, hoặc là có thể gia cố thêm vào phần mặt dưới của những cái bộ bàn ghế này, gia cố mặt dưới của nó thêm những cái xà dán cố định nó vào để hạn chế nó xé cái phần đầu này quý vị nhé. Tuy nhiên là nó vẫn có cái tỷ lệ nứt nào đó không thể tránh khỏi được. Còn với những cái sản phẩm mà bàn ghế hoặc là những cái sập mà làm khuôn tranh như thế này đó, thì cái tỷ lệ nứt nó sẽ rất là thấp quý vị nhé, hầu như là không có, vẫn có thể là có nhưng mà là rất là ít, rất là hạn chế, bởi vì là nó co ngót trong này đó, quý vị này đấy. Đấy. Thì từ đó những chia sẻ đó thì các bạn có thể trả lời câu hỏi cho bạn Lê Trọng Tấn là có nên dùng cái bàn ghế mặt liền khối hay là bàn ghế khuôn tranh không, thì mọi người có thể đưa ra cho mình cái kinh nghiệm cũng như là lựa chọn xem nên dùng cái sản phẩm nào để phù hợp quý vị nhé. Rồi, chúc mọi người là một ngày mới tốt lành.